Chào mọi người, hôm nay Bình sẽ hướng dẫn cho dưa hấu cách bắt cá. Thì bây giờ đang là nhân dịp là thay nước hồ cá. Đó. Dưa hấu đang tập bắt cá mọi người. Chàng trai rất là hào hứng đang tập bắt cá. Được con nữa rồi. Ui, nó nhảy ra rồi. Đây đây đây, để ba bắt rồi. Từ từ, con này là con cái nha. Rồi, thả tay ra, thả tay. Rồi, con thả xuống. Hôm qua dưa hấu là đổ hết cái hũ đồ ăn cho cá vô trong cái lọ luôn. Nay là bắt đầu là cá nó bị chết. Cho nên là giờ phải thay nước mới. Đã thay từ cái bình bên đây, cho qua cái bình bên đây. Không biết là chàng trai này khùa mấy phút thì hả cá nó có sống hết hay không. Con xe tay ra, con bắt từ từ. Từ từ thôi. Từ từ đưa lên. Ủa cái con này con chết rồi sao vậy? Bị chết rồi, bị chết mất cá cái to rồi. Không. Con này bị chết rồi, nó đâu nhúc nhích ở đâu con thấy không? Không. Bỏ đi nha. Rồi. Bắt con khác đi. Đấy, cá này bắt đầu bị chết mọi người. Đó, thấy giờ họ bắt cá giỏi chưa? Rồi, được một con nữa rồi. Còn con nữa đúng không? Thôi mình ngừng cái clip ở đây nha, chắc là phải phụ giá hấu thôi. Con cá này còn con cá nhỏ đó. Ý nó mà nhảy đấy, ngăn được rồi con, có lên. Thôi để cho giá hấu tự bắt luôn đi, con đừng có bóc nó, con xẻ cái tay ra. Đúng rồi, rồi từ từ con đưa lên. Từ từ nha, từ từ đưa lên, đúng rồi. Xe tay ra, hết từ từ lên. Nó bơi lên trên rồi. Đấy, đấy. Con xe tay con mới bắt chứ sao con lại lấy tay con bóp nó. Đúng rồi, xè ra rồi từ từ đưa lên thôi, đi lên chậm chậm thôi. Bắt lại đi.